trân trọng giới thiệu với em, hoàng tử của em đã đi lạc qua 80 cái chợ đã xuất hiện. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, trời ơi, em có lỗi chị quá. Rồi bây giờ em có lỗi quá. Trời ơi, nấu cái gì vậy? Dẹp đi, dẹp đi, cái gì đâu mà nấu. Mềm nha, câu chuyện là thế này. Anh xin lỗi, mình có một cái cách nào đó để kết liễu nó êm ái không em? Ví dụ anh Tùng ơi, trả em 120, vậy trả em 150. Tránh ra một bên đi, gia đình ta đang đủ cúng mà đòi tiền cái gì. Thôi, chị tha lỗi cho em. Chị tha lỗi cho em. Chị trả tiền. Đợi một chút đi. Trả 150. Chị ơi, chị biết sao không? Tình hình là không phải là em tắc trách đâu, em nhận nhiệm vụ tiền này em rất là quan trọng, em chứ biết. Chứ mà tắc cái gì? Em bị... Tắc đường hả? Em bị tắc cái đường, cái đường thức của em á chị. Là sao? Hồi nãy mà em nhận được cái tiền này để mà tại cái đưa cho chị rồi cả đội chúng ta đi chợ á. Trên đường đi em bị kẹt xe rồi. Trong lúc nữa? Em đứng đợi kẹt xe em đứng mệt quá, cái em ngủ quên luôn. Ngủ giữa đường luôn á chị. Cái gì? Em thức dậy chắc cha trễ quá rồi. Cái em tính điện thoại cho chị hỏi chị đang ở đâu. Mở điện thoại ra, điện thoại hết pin. Mà em lanh trí lắm chị ơi, trong cơn buồn ngủ em vẫn còn lanh trí. Em đậu kế bên anh chạy xe hơi. Em nói anh ơi, anh câu sợi dây thò từ trong dài ra đây em đứng em sạc. Cái anh cho em sạc chị. Em đứng em mừng quá mà trời nắng chói chang, em nhắm mắt lại cái em ngủ tiếp luôn. Tùng, câu chuyện mình nó dài lắm. Bây giờ có hai sự lựa chọn. Một là mình đem tiền qua mình trả cho bạn để giữ lại cái thanh danh và cái sĩ diện của đội mình. Đúng là phải trả tiền chứ. Là mình kiếm cái gì đó, mình tự kết liễu mình luôn đi. Tại vì bây giờ nãy giờ đội cũng không cần mình nữa. Tại vì nãy giờ mọi người cũng đã nấu xong hết rồi. Không có tiền làm sao có kết liễu. Anh bình tĩnh đi, Hoàng ơi cản em lại chứ không thôi em quýnh thằng này chết. Không có tiền mà tiền không có kết liễu. Nghĩ làm sao mà kẹt xe mà còn ngủ giữa đường. Cho anh xin, cho anh xin nha. Dù sao nó cũng là hoàng tử của đời em nha Tấm. Được thay đổi nét mặt nè. 2, 3. Bạn ơi cản em lại đi, em thương anh nó chết. Ủa mà cuối cùng nguyên liệu đâu mà chị nấu vậy? Chị muối mặt chị phải đi dai đi mượn, đi qua trả tiền cho Lê Như. Mà phải là nam nhân trả tiền nha. Ủa? Mê trai lắm, mê trai. Đây đây, quý vị sẽ được xem một cái trích đoạn là sau khi hoàng tử gặp Cám thì hoàng tử sẽ trả tiền cho Cám. Cám ơi, quát là không có trả tiền lời nha. 120 là 120 thôi. Ra đây. Ok nha. Hoàng tử trả tiền nha. Đúng rồi, nhưng mà phải nam nhân. Lúc này đây thì hoàng tử phát hiện mình sai và hoàng tử đã đem tiền qua trả. Hoàng tử tới. Trời ơi. Đó, thấy chưa, mê trai liền. Như ơi, thiệt tình là không biết cái ơn này, biết cả cuộc đời này không biết thế nào mà đền đáp được. Như ơi, Như ơi, nhận cái ơn này nha Như ơi. Như ơi, Như ơi. Thôi, nó chưa trả tiền. Nhận tiền đi. 200. Chị 200 cho mượn con 120 mà. Dạ không, em với chị Tuyền có nói chuyện rồi. Chị nói là chị chơi đẹp với em luôn, trả em 200 luôn. À, là nãy chị Tuyền nó trả 200. Dạ. Qua rồi chị Tuyền liền. Trời đất ơi, tôi chỉ biết trả 120 ngàn. Chương trình 120. Mình là hoàng tử, hoàng tử. Mình là hoàng tử. Hoàng tử, hoàng tử. Dính tới tiền bà không còn hoàng tử cái gì nữa hết. Qua rồi bà Tuyền đi. Trời ơi, nghe ngược phải không? Thưa quý vị, kết thúc của câu chuyện này là như thế nào? Hoàng tử mắng xa xả vô mặt Cám và quay trở về với Tấm, mặc kể cuộc đời nó như thế nào cả. Em ơi, bây giờ là trả 120 là đủ chưa? À, mọi người ơi, cắt nắm mèo đi, lo tập trung việc của mình đi, còn đây, ai nói gì mặt nha. Ơi, mình không nợ nào. Bắt than lên hỏi ông trời, cho tiền mượn nợ có đòi được đâu. Như vậy thì cuối cùng thì Tấm với Cám ai là người độc ác hơn? Trong chuyện cổ tích con Tấm là nó ác hơn Cám đó. Thôi đi về, đi về đi nha. Anh Nguyên Khang, giờ giải thích nè. Trong chuyện á là cô Tấm cô ấy rất là hiền, nhưng mà cô đó là cô Tấm thật sự, còn em là thuộc dạng Tấm nhưng mà Tấm thớp, anh hiểu không? À, hiểu rồi.